Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã thấy, ngày hôm nay Vân đứng trước một giá sách. Và vì vậy chủ đề của hôm nay của chúng ta sẽ là rượu. Uống rượu để không bị dụ. Vân sẽ chia sẻ với các bạn các nguyên tắc của việc uống rượu để chúng ta bảo vệ được bản thân mình, nhất là đối với các bạn nữ. Nguyên tắc đầu tiên đó là các bạn không được trộn các loại thức uống có cồn với nhau trong cùng một đêm khi các bạn đi chơi. Nguyên tắc thứ hai đó là các bạn phải ăn thật no trước khi uống rượu hoặc bia. Các bạn phải ăn 1 tô bánh canh, 2 tô bún bò, 3 tô hủ tiếu, 5 cái bánh khọt, 15 cái bánh xèo và cộng với một số bánh tráng trộn và những cái món khác để cho cái bụng mình nó đầy lên, thì các bạn sẽ không bao giờ bị xỉn mà các bạn sẽ bị khùng từ các bạn ăn nhiều quá. Nguyên tắc thứ ba của chúng ta đó là các bạn nhắc bài chú ơi. Nguyên tắc thứ ba đó là các bạn không nên tự lái xe trong những đêm đi chơi như thế này. Các bạn có thể chia tiền taxi đi chung với các bạn khác của mình, hoặc là các bạn nhờ người khác chở, hoặc các bạn có thể dùng dịch vụ của taxi hoặc là Uber. Đây là một chiếc taxi. Ây dạ mẹ ơi. Trong những dịp đi chơi mà có bia rượu thì thường chúng ta nên đi với những người thân, những người bạn mà chúng ta có thể tin tưởng được. Ví dụ như là người bạn trai thân, hoặc là người bạn gái thân, hoặc là người mà không rõ. Tính với bà. Thôi mệt rồi đó, chút nữa có gì chở đi về nha. Thì tâm của tôi. Bạn bè đi ba chung đi chở như về chứ không gì chơi đi chơi với mày đâu có vui đâu. Đó đó. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. Nguyên tắc này rất quan trọng. Khi các bạn đã vào bar rồi, xung quanh rất nguy hiểm. Nguyên tắc này có nghĩa là không bao giờ rời ly của mình, ngay cả khi các bạn đi vệ sinh. Em đi restroom chút xíu nha. Tao đứng gần đi cho. Thôi không sao đâu. Sao vậy? Để em cầm theo được rồi. Tí qua ra lấy. Thôi để em cầm theo được rồi. Thôi mà không sao đâu mà. Nói để tao cầm. Giữ cái lên. Một nguyên tắc quan trọng khi vào bar và club là các bạn không nên ăn mặc hở hang. Bạn hãy ăn mặc kín đáo để bảo vệ cho bản thân mình. Một chiêu rất là hay đó là uống cả rượu và nước. Mỗi một hớp rượu là một hớp nước thì nó sẽ làm cho bạn khó bị xỉn hơn. Còn chưa cạn ly kìa. Nói đi, sao vậy? Sao? Không có xỉn đâu, mới có 5 ly mà xỉn. Ngon, vị ngon. Uống đi. Uống đi. Bỏ cái ly xuống. Thế là đẹp muốn dụ tao hả? Một ly là xỉn nè. Không xỉn. Không biết uống cái này. Sao vậy? Không biết uống rượu. Nhâm mùi thôi. Ừ. Ngon. Ngon rồi. Sao vậy? Sao vậy? Em bị dưỡng cái nơi. Nếu như mà các bạn thích video clip này mà các bạn không thích cũng được, các bạn hãy nhấn nút subscribe ở dưới để xem những video clip tiếp theo của Vân. Bye. Trời ơi, gì má. Ha ha ha!